Khá lắm các bạn ơi, đây là căn hộ có giá 480.000 đồng với hai phòng ngủ nha, ngay tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu một phòng ngủ chỉ 380 thôi, đã lắm luôn á. Có đầy đủ trang thiết bị từ gọi là máy giặt, Nồi niêu xoong chảo nồi bếp niêu gia son vị chảo, bếp có đủ hết luôn nha, gia ngay vị tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, đã lắm. Hôm nay trở lại thành phố Vũng Tàu ăn mì sườn Minh Hiền cực kỳ ngon luôn các bạn. Trời ơi, ở Sài Gòn thèm món này nè. Mặc dù là Sài Gòn hủ tiếu mì không hề thiếu nhưng mà vẫn nhớ Minh Hiền Vũng Tàu. Á nó một tô đây các bạn xem nha, cái lượng sườn nè hỏi chê luôn. Cái nào cái nấy ngon ơi là ngon, hỏi chê luôn nha. Và chúng ta đang xuống đèo Đại Ninh ha. Một con đèo rất là đẹp các bạn, xét về mặt cảnh quan. Từ thành phố Đà Lạt đi Phan Thiết qua hướng đèo Đại Ninh. Nếu mà so với đèo Bảo Lộc á, thì mình thấy là đèo này về mặt cảnh quan, về độ rộng, về khoáng đạt á, thì nó hơn. Tuy nhiên là cái mặt đường á, thì nó rất là tệ các bạn, đặc biệt là ở phía của tỉnh Lâm Đồng là có một đoạn khá là dài, khoảng độ 5 tới 7 cây số là cái mặt đường tệ lắm luôn á, là chạy xe cứ tưởng như là mình đang cưỡi ngựa vậy đó. Còn từ đây đổ về hướng của Bình Thuận về Phan Thiết á thì các bạn xem nè, đó mặt đường cũng như vậy nè. Chấp vá rất nhiều. Thực sự là hơi tiếc các bạn ha. Nói giữa Đà Lạt và Phan Thiết, hai trung tâm du lịch của hai tỉnh mà chất lượng con đèo là như thế này. Xuống tới đây chúng ta thấy là hai bên là những cái cây mà như cháy vàng những vàng. Mình thấy là xe Phương Trang cũng đi theo hướng này luôn nha, từ Phan Thiết đến Đà Lạt. Và hôm nay là từ Đà Lạt mình đi qua khu vực của Bình Thuận để về Vũng Tàu các bạn ha. Xa xa các bạn thấy một đường ống nha, bên phía tay trái đó chính là nhà máy thủy điện Đại Ninh. Ở đây ra khỏi con đèo, chúng ta đang chạy trên quốc lộ 1.
về hướng của Hàm Thuận Nam. Mình sẽ đi về hướng La Ghi, rồi qua Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa đến Vũng Tàu. Và chạy tới đây chính là vườn Thanh Long của Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận các bạn. Trời rất là nắng và nóng nha. Còn một đoạn đường khá là dài để tới thành phố Vũng Tàu. Tới đây là còn khoảng độ 10 cây số nữa, chúng ta sẽ tới thành phố Bà Rịa các bạn xem nè, sóng lúa nha. Mấy giờ mình? 5 giờ. Mặt trời đang xuống các bạn. Đẹp lắm. Bà Rịa Vũng Tàu. Đụng đưa trong gió các bạn ha. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 25 tháng 2 2024. Từ Đà Lạt mình về tới Vũng Tàu các bạn ha. Và ở đây hiện tại là căn hộ có tên là Đời Sống. Căn hộ này mình đặt trên trang Agoda có giá là 16 đô. Nếu đặt trực tiếp có giá chỉ 380 ngàn đồng thôi. Bây giờ chúng ta lên lấy căn hộ nha. Căn hộ Đời Sống ở số 28 Thi Sách, thành phố Vũng Tàu. Đang đợi lên để xem căn hộ như thế nào nha. Ok, đang đợi. Rồi, căn hộ mình ở tầng thứ 16 và có hai thang máy lên tới tầng 16 đó, B2 hoặc B3. Vô. Chúng ta đã bước vào căn hộ các bạn ha, có giá chỉ 16 đô, khoảng độ 400 ngàn đồng các bạn nha. Đây là mùa thấp điểm, các bạn lưu ý nha. Ở đây chúng ta quan sát là căn hộ này khá là rộng. Bây giờ chúng ta xem là đây có một cái tủ lạnh mini, một cái máy giặt, ok, rồi một cái đồ nấu nước, bếp,
một cái sofa, một cái bàn, bốn cái ghế, một cái tủ lạnh và một cái máy lạnh. Ở đây chúng ta sẽ có cái phòng tắm. Mình xem nha. Diện tích của căn hộ này mình thấy là khoảng độ hơn 30 mét vuông gì đó các bạn nha. Đấy, ở đây chúng ta thấy nhìn sạch sẽ nè. Đó. Rồi. Đây hai phòng ngủ. Thực tế mà nói á, là hai phòng ngủ này nếu mà chúng ta đặt á, có lúc nó sẽ là 480 các bạn nha, chứ không phải là 380 đâu. Đây là một phòng ngủ nè, đó. Rồi, chúng ta nhìn ra ngoài đây nữa, thêm một cái phòng ngủ nữa. Đó. Đây. Như vậy là với giá khoảng độ 380 tới 480, nếu mà cao điểm giá nó sẽ khác các bạn nha. Thì cái phòng này sẽ rất là được. Ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu luôn, các bạn lưu ý nha, không phải là cuối tuần, không phải là ngày cao điểm nha. Phóng viên các ban công luôn, ở ngoài đây có thêm một cái bàn nữa. Rồi, chúng ta nhìn ra ngoài phía dưới. Đây, cái đó là hồ bơi ha. Ồ, đẹp quá vậy. Đang xây dựng nữa. Rồi, chúng ta vô trong lại, quay cận cảnh hơn một số thiết bị. Đây, mình quay cận cảnh hơn các bạn ha. Đó, cái máy giặt nè. Nãy góc rộng, bây giờ là góc cận, để thấy rõ ràng hơn. Mình em mở coi trên đây nó có chén đũa gì không có vậy? Có đầy đủ. Mở rồi. Vậy luôn hả? À. Có thêm cái đồ. Có dễ thêm dễ luôn. Ok. Cốc nước, máy đun nước nóng. Rồi, thêm bên đây có gì nữa không nè? Bên đây là một giặt nước xả. Ồ, có một giặt luôn hả? Một giặt nước xả. Rồi, xíu quá vậy. Đó. Nãy giờ có đầy đủ hết á. Rồi, đủ luôn. Ở dưới đây có mấy cái nồi nè. Nè. Cái này các bạn biết làm gì không? Đi ra ngoài chợ Vũng Tàu á, nấu nướng mua ốc mua nghêu đồ. Đúng rồi, chính xác luôn, có dầu luôn nha. Có nước mắm muối bột ngọt luôn. Ok. Có Maggi luôn, có em nghĩ oil. Nha, nhiều khi là khách trước để lại. Dạ. Yeah. Có chiên su luôn. Tương ớt luôn đầy đủ. Rồi, có bột nêm luôn. Nhiều khi khách trước xài để lại luôn. Dạ. Yeah. Đây các bạn ha. Đó. Dao kéo đầy đủ luôn nha. Rồi. Như vậy chúng ta thấy là sạch sẽ. Ồ, máy lạnh mới mở ra thấy mát đó. Mình thấy là với giá 480 thì cái này nó rất là tuyệt vời luôn á, cho dạng gia đình nha. 40 đúng rồi. Mình em mở cái này ra cái mình. Hả? Mở rồi mà. Không, cái tủ này nè. Sorry. Các bạn đợi mình chút xíu nha. Rồi, mở cái tủ này ra, kéo ra coi. Ở đây có thêm được một cái máy lạnh nữa trong cái phòng ngủ nha. Rồi, có thêm một số gói luôn. Ok. Rồi. Có máy lạnh nữa hả? Ừ, đó kìa kìa. Đó, Mitsubishi. Ok. Bên phòng này không có nha. Ừ, đúng rồi. Phòng ngủ không có. Ok. Lạnh như vậy trời. Ừ. Sử dụng Mitsubishi hàng tốt. Rồi, mình mới vừa đi tắm xong các bạn ha. Ở đây áp lực nước rất là mạnh các bạn. Và nước nóng nữa. Nóng cực kỳ nhanh, bực một cái là nóng liền luôn. Ở đây là tầng 16 nha, áp lực nước mạnh. Cái thứ hai nữa chính là Wi-Fi. Wi-Fi hoạt động rất tốt các bạn. Mình tải một video dài 27 phút lên chỉ trong vòng khoảng độ vài phút là tải xong. Như vậy là điện nước đồ ngon ha. Tuy nhiên có một điều ở chỗ là vào cuối tuần hoặc là đợt Tết, khách sạn này nói cho đúng là khu vực căn hộ này rất đông và đôi khi là đi thang máy sẽ phải đợi rất lâu. Có bạn nói là phải đợi tới 30 phút. Do đó mình khuyến khích các bạn là không nên đi vào dịp lễ Tết hoặc là cuối tuần nha. À, ở đây trong phòng các bạn xem nè, có máy xé tóc, ok, với lại có bàn ủi luôn nha. Rất là tiện, đúng là giống như là một căn nhà vậy các bạn. Nồi niêu, son chảo, máy giặt, tủ lạnh, cái gì cũng có. Với một căn hộ như thế này thì mình nghĩ là không chỉ ở được 4 người, thậm chí có thể 5 người các bạn. Bởi vì chúng ta sẽ có thêm một cái sofa nữa. Đó. Thậm chí là gia đình nào đi mà gọi là có mấy đứa con nít đó, nhỏ nhỏ cũng có thể ở được luôn. Rất tiện.
Máy lạnh hoạt động rất mạnh các bạn, rất tốt. Mở ra một cái là mát rồi nha. Đây các bạn xem nha, thang máy. Ở đây có tất cả là 36 tầng đó. Đôi khi là phải đợi rất lâu các bạn nha. Cái nút chi này nó sáng không có nghĩa là nó tự chạy xuống nha. Mình sẽ bấm vô. Ok. Đó. Cái là tự chi là không cần thẻ thôi á. Tới xe máy. Và đây chúng ta đang đi về hướng hồ bơi các bạn. Các bạn lưu ý ha, căn hộ đời sống và căn hộ mình đang ở là một chủ đầu tư có tên là Paris Home nha. Ở đây có rất nhiều chủ đầu tư, thì mỗi một chủ đầu tư họ quản lý khác nhau hết đó. Do đó khi mà các bạn đặt phòng cho Agoda, các bạn phải lưu ý nha, phải chọn Paris Home nếu các bạn muốn ở căn hộ mình đang ở. Theo nhân viên thì ở đây họ nói là cái hồ bơi này có chiều sâu là 1m4 các bạn. Hồ bơi vô cực, nhìn view ra rất đẹp. Hôm nay họ bảo trì nguyên ngày luôn, phải ngày mai mới được sử dụng. Và hôm nay là ngày thứ hai mình ở Vũng Tàu nha. Tối hôm qua mình không có quay ở đây, bởi vì buổi tối nhìn không có đẹp. Và từ căn hộ đời sống chúng ta chạy đến đây. Đây chính là đường Ba Cu của thành phố Vũng Tàu ha. Chúng ta đang chạy đến một quán mì sườn rất nổi tiếng của thành phố này, mì sườn Minh Hiền. Xét về mặt đường xá thì mình thấy là khá là thích ở thành phố Vũng Tàu các bạn. Đại đa số đường xá mình thấy là sạch sẽ, có nhiều cây xanh, bãi sau quy hoạch khá là tốt, giống như kiểu Nha Trang á, thoáng. Và tối hôm nay ở thành phố Vũng Tàu gió lồng lộng luôn các bạn nha, rất là mát. Một lần nữa, đây là con đường có tên là Ba Cu. Vũng Tàu trong những năm gần đây phát triển rất nhanh các bạn, và có rất nhiều loại hình khách sạn và căn hộ thì mình thấy rất là tiện nha. Tuy nhiên nên tránh đi Vũng Tàu vào dịp lễ Tết hoặc là cuối tuần, bởi vì giá cả sẽ tăng cao, rất cao. Rồi, chúng ta đã tới nơi. Đây chính là quán mì sườn có tên là Minh Hiền nha. Đây là một trong những quán mì sườn mình rất thích ở thành phố Vũng Tàu các bạn, và ngay cả ở miền Nam Việt Nam luôn. Ở đây họ mở cửa buổi sáng và buổi chiều. Đó, rất tiện lợi ha. Số 7B Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Hủ tiếu mì sườn Vũng Tàu Minh Hiền. 0254-383-5393. Số điện thoại các bạn ha. Bây giờ chúng ta bước vô trong nha. Vẫn là bà chủ năm nào. Để các bạn xem nè. Lượng sườn rất nhiều nha, ngay tới thời điểm này. Mỗi một ngày họ nấu rất rất nhiều các bạn. Đây là lý do tại sao mà cái phần nước lèo của họ thường rất đậm đà. Ngoài sườn thì họ còn có thêm xíu mại, rồi mọc, và kể cả xá xíu. Đó, đây chính là một trong những cái nồi nước lèo nè. Bên góc tay trái là một cái nồi các bạn thấy không? Đó cũng chính là cái nồi dùng để chứa sườn đó. Đây chúng ta sẽ gọi hai tô mì sườn, các bạn quan sát ha. Cộng thêm cái phần xíu mại và mọc. Bà chủ rất là thân thiện và rất là vui các bạn.
Đây, mình đã gọi đến đây hai tô mì sườn, một tô là mì sườn với xíu mại và một tô là mì sườn với mộc các bạn. Các bạn quan sát kỹ ha. Miếng sườn nhìn rất ngon. Ở đây được tất cả là 4 viên mộc nha. Lượng thịt bằm cũng khá luôn. Chúng ta sẽ thấy có cái phần hành phi cộng mì. Đó. Miếng sườn đây sẽ có phần mỡ mỡ, có phần sụn luôn các bạn nha. Cái sụn là cái phần màu trắng trắng đó. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung ăn, bởi vì thực sự nó rất ngon. Ăn xong mình sẽ nhận xét nha. Ở đây có thêm phần giá trụng và hẹ, trà đá, sa tế, tỏi phi, chanh, ớt và có thể xin thêm thành phi nữa các bạn. Lì xì cho bác 200 ngàn đồng đó. Cái này là tiền gì? Ngay hủ tiếu mì sườn Minh Hiền, thành phố Vũng Tàu. Từ gia đình bố Thảo gửi 200 ngàn. Vừa bán vé số, vừa lụm ve chai luôn. Dạ rồi, chào bạn nha. Dạ dạ. Tây rất là rung. Ừ, rồi, tây rung lắm. Chúng ta ăn xong cái tô hủ tiếu mì sườn các bạn ha. Sau đây là cảm nhận của Minh nha. Đây là lần đầu tiên Minh ăn tô hủ tiếu mì sườn này, thấy sao? Đầu tiên là cái nước lèo đi. Ừ. Đối với em nha, cái muỗng nước lèo đầu tiên thôi em ăn lại em đã thấy nó ngon rồi. Ừ. Tuy nhiên nó hơi đậm đà vào buổi tối. Ừ. Thì cái này cảm nhận thôi. Cái miếng sườn ăn mềm, thơm. Nó không bị cái, nếu mình họ nấu lâu quá nó không bị mất cái vị á. Ừ. Lúc em ăn thì em có bỏ thêm hành phi và lại cái hũ tỏi phi của họ. Ăn thực sự là đã cái miệng á. Xíu mại sao với lại cái phần mộc? Xíu mại thì họ có thêm phần củ sắn. Ăn thì thịt nó ngọt. Ừ. Phần mộc thì sao đó, nó ngon đó nhưng mà em không có thích phần mộc cho lắm. Okay. Cái này cái cảm nhận riêng của em này em không thích thôi. Đặc biệt là phần sườn ngon, không được chê. Cái đối với em cái tô này là đáng đồng tiền á. Yeah. Nhưng mà em có ra lại Vũng Tàu nữa em vẫn quay lại em ăn nữa. Đây là một trong những nơi phải nói là bán mì sườn mà mình cảm thấy là ngon nhất ở Việt Nam đó các bạn. Bao gồm cả Sài Gòn nha. Có nghĩa là ở Sài Gòn cũng sẽ có nơi bán mì sườn ngon, nhưng mà đây thực sự rất là ngon. Hồi nãy mình có phần nhận xét ở chỗ là cái phần sườn đó, nó vẫn giữ được cái độ ngọt của nó. Các bạn biết tại sao không? Là bởi vì họ nấu cái phần nước lèo á, là họ không để cho cái phần sườn nó tan hết toàn bộ phần ngọt nó ra. Mà thực tế á, mình nhớ là khoảng độ hơn một năm trước á, khi mình đi quay hình mà có hỏi họ á, thì họ nói là cái phần để gọi là nấu nước lèo á, nó khác. Còn cái phần sườn mà để gọi cho chúng ta ăn á, thì họ lại nấu theo một cách khác nữa. Và họ bỏ ra trong một cái gọi là cái thao riêng. Ờ đó, thì họ giữ đó. Do đó là cảm nhận cái phần sườn nó vẫn còn ngọt thịt. Thứ hai nó có độ mềm, độ béo và không bị khô. Cái phần sụn nó ngon ghê. Sụn rất ngon, đúng không? Một cái que màu trắng luôn. Đúng rồi, mình cắn rộp. Đó chính là cái thành công của họ. Tức là họ nhấn với mình một điểm ở chỗ là họ không để cho cái phần sườn nó tan đi cái phần rọt. Không để cho cái phần sườn nó tan, nó gọi là chất ngọt của nó tan ra trong cái phần nước lèo, mà họ làm cái nước lèo ở một mảng khác. À, phần xíu mại rất là ngon ở chỗ là nó có sự hòa quyện của củ sắn, cắn vào một cái cảm thấy cái độ ngon, độ ngọt. Đúng rồi. Thì mình thấy là cái thành công của họ chính là chỗ là họ giữ được cái độ ngọt của thịt. À, phần mộc bình thường, nước lèo hôm nay thì mình cảm thấy là cái độ ngọt nó sẽ đậm hơn. Nó nhìn vì cái vị ngọt, đây là cái cảm nhận nha. Trong cái đậm đà của nó cũng có một xíu gì đó ngọt, nhưng mà cái vị ngọt này không đáng kể. Đúng rồi. Mình ăn mình biết có vị ngọt thôi nhưng mà không đáng kể. Ừ. Mình có quay lại nói chuyện với cô chủ thì cổ nói là do tối á, cổ nâng thêm cái lượng sườn trong chổng, do đó cảm thấy cái vị ngọt nó sẽ gắt lên chút xíu. À, đợt trước mình ăn mà cảm thấy thanh nhẹ hơn, nhưng mà kỳ này mình ăn cảm thấy là buổi tối á, thì nó sẽ đậm hơn. Buổi trưa nó sẽ khác. Dạ, yeah, đợt ăn buổi sáng. Thì nói chung đây là tô mì sườn, mình cảm thấy là cái phần sườn mình đánh giá rất cao, từ điểm 8 tới điểm 9. Cái phần cái phần xíu mại cũng ngon, thì các bạn nếu thích ăn mì sườn hãy ghé qua bển nha. Đó. Hồi nãy em còn có suy nghĩ gì không? Chắc mua miếng đem về nhà. Đúng không? Chính xác đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy mình có suy nghĩ ở chỗ là mình định mua một miếng mang về phòng các bạn, đúng rồi, mang về để coi tối có đó bụng ăn. Mệt quá, ăn không nổi. Ok, đó. Thì ở Sài Gòn cũng có vài nơi nấu mì sườn, nhưng mà phải nói là không ở đây không bằng. Đúng không? Cái vị họ ngon nhưng mà cũng không bằng. Nhưng mà cái các bạn lưu ý chút xíu nha, mình đang nói chỗ này đây là mì sườn của người Việt chứ không phải là mì sườn của người Hoa. Mì sườn của người Hoa cái vị nó sẽ khác, còn đây là theo chuẩn của thuần Việt, nó sẽ đậm đà và thiên về vị ngọt nhẹ chút xíu.
Đó. Ôi, chúng ta nghe tiếng sóng vỗ nha. Sóng biển các bạn. Lâu lắm rồi mới trở lại Vũng Tàu ha, cũng cả năm hơn á. Nước khá là đục các bạn. Không biết sáng ngày mai và trưa ngày mai như thế nào, mà giờ nước đục lắm. À, bây giờ là 9 giờ rưỡi tối các bạn ha. Chúng ta đang ở ngay công viên trung tâm của thành phố Vũng Tàu. Nơi đây trang trí Tết rất đẹp các bạn, với hai con rồng. Đây, mình quay một góc các bạn xem nha. Bạn nào chưa đến Vũng Tàu vào đợt đầu năm mới á, hãy ghé qua đây các bạn. Bây giờ vẫn còn hai con rồng nè, đó, xuân Giáp Thìn. Chúc mừng năm mới. Số lượng du khách đến Vũng Tàu chụp hình đây rất đông các bạn. Và đi qua tới đây chúng ta thấy bên góc tay phải có một cái cây được trang trí rất đẹp bằng những cái đèn màu xanh xanh nè.
Và sau đây chúng ta sẽ chạy dọc theo bờ biển các bạn ha, hướng bãi sau của thành phố Vũng Tàu. Chúc các bạn ngủ ngon. Thank you.
Thank you.